chào các bạn nha hôm nay tôi sẽ trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cái con cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt thì đây là một cái con cảm biến hết sức là quan trọng ở trong cái hệ thống điều khiển động cơ xăng ha à, bởi vì đối với động cơ xăng á thì nó cần phải đo được cái lượng khí nạp để nó tính toán ra cái tỷ lệ khí nhiên liệu ha tức là ECM nó sẽ dùng cái tín hiệu của bộ đo gió và cái cảm biến tốc độ quay cúc máy để nó tính toán ra cái lượng xăng phun cơ bản cũng như góc đánh lửa sớm cơ bản thì cái đặc điểm của con cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt này là nó có thể đo được trực tiếp cái khối lượng khí nạp ha không giống như những cái bộ đo gió khác ví dụ như là bộ đo gió kiểu cánh trượt và bộ đo gió kiểu gạt ma thì nó sẽ đo cái thể tích khí nạp còn ở đây là à, nó sẽ đo trực tiếp cái khối lượng khí nạp ha. Cho nên là nó không cần thiết phải có cái con cảm biến nhiệt độ khí nạp ha. Tuy nhiên thì trên hầu hết cái con cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt á thì nó vẫn được tích hợp với con cảm biến đo nhiệt độ khí nạp á. Nó nằm ở đây nè. Thì cái con cảm biến nhiệt độ khí nạp này chủ yếu là dùng để hiệu chỉnh cái góc đánh lửa sớm theo nhiệt độ khí nạp ha. Do là được tích hợp thêm con cảm biến nhiệt độ khí nạp thành ra là chúng ta thấy là trên cái bộ đo gió này thường chúng ta thấy là nó sẽ có cái dắt đấu dây nó sẽ có năm chân ha đó, thì trong đó là ba dây của bộ đo gió và hai dây của con cảm biến nhiệt độ khí nạp do cái loại cảm biến này nó có khả năng đo được trực tiếp cái khối lượng khí nạp với cái độ chính xác rất là cao cho nên là trên những cái dòng động cơ hiện nay thì để đo cái lượng khí nạp thì người ta hay sử dụng cái con cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt ha thì trước khi đi vào cấu tạo cũng như là nguyên lý hoạt động của cái bộ đo gió này thì tôi cũng nói sơ qua về cái phân loại thì người ta lại chia nó ra thành hai loại ha loại thứ nhất là cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt và loại thứ hai cũng sử dụng cái nguyên lý này nhưng mà cái kết cấu của nó khác thì người ta gọi là con cảm biến đo gió kiểu màng nhiệt nha thì cái uh, hoạt động của cái con cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt và kiểu màng nhiệt á thì về cơ bản là nó giống nhau. Tuy nhiên thì uh, con cảm biến uh, màng nhiệt á thì nó sẽ có ít nhất là ba cái ưu điểm so với cái loại uh, cảm biến kiểu uh, dây nhiệt ha. ưu điểm thứ nhất của nó là cái uh, độ bền cơ học của nó cao hơn nha. do cái uh, loại dây nhiệt á thì nó sử dụng cái uh, phần tử đo bằng cái dây tóc dây bạch kim ha, cho nên là cái độ bền cơ học của nó sẽ không cao bằng cái loại màng nhiệt. thì cái dây nhiệt này nó có thể bị đứt trong quá trình mà chúng ta bảo dưỡng ha. nếu mà chúng ta làm không đúng cách. và cái ưu điểm thứ hai của cái loại màng nhiệt đó là nó sẽ có cái độ chính xác cao hơn so với cái loại dây nhiệt ha. thì cái loại dây nhiệt là độ chính xác của nó cũng rất là cao rồi, nhưng mà cái loại màng nhiệt thì à, cái độ chính xác của nó còn cao hơn nữa. bởi vì chúng ta biết là cái dòng không khí đi qua động cơ không phải là nó đi một chiều mà là cái dòng không khí giật cục ha tức là đi vào rồi nó sẽ dội ngược trở ra làm cho cái dòng khí chuyển động qua cái phần tử đo đó, nó chuyển động hai chiều ha tuy nhiên thì cái chiều đi vào nó sẽ lớn hơn chiều đi ra thì chính cái chiều giờ không khí nó bị dội ngược ra thì con cảm biến này nó vẫn đo luôn cho nên là cái độ chính xác của nó sẽ bị ảnh hưởng nha còn đối với con cảm biến cơ bản nhiệt thì cái quá trình đo của nó sẽ có tính toán đấy cái cái sự trào ngược của dòng khí ha cho nên cái độ chính xác của nó sẽ cao hơn cái kiểu dây nhiệt và cái ưu điểm thứ ba của cái con cảm biến màng nhiệt á là nó sẽ ít có nhạy cảm do cái tạp chất bụi bẩn ở trong không khí so với cái loại dây nhiệt ha thì đối với loại dây nhiệt thì sau một thời gian sử dụng thì cái dây nhiệt này nó sẽ bị các cái chất bẩn ở trong không khí nó bám vào và nó làm giảm cái hiệu quả trao đổi nhiệt của phần tử đo với cái dòng khí ha cho nên là cái kết quả đo nó sẽ bị không chính xác theo thời gian còn cái cảm biến kiểu màng nhiệt thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng bởi cái hiện tượng này và một cái sự khác biệt giữa cái cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt và kiểu màng nhiệt là cái loại đo gió kiểu dây nhiệt đó thì nó sẽ tạo ra cái tín hiệu điện áp thay đổi ha. khi mà lượng khí nạp thay đổi thì cái điện áp của nó sẽ thay đổi theo còn cái loại đo gió kiểu màng nhiệt đó thì nó có thể là phát ra xung vuông tức là phát ra cái tần số thay đổi khi mà cái lượng khí nạp thay đổi hoặc là cũng có thể là cái loại phát ra cái điện áp thay đổi khi mà cái uh, lượng khí nạp thay đổi nha. Uh, thì uh, do cái loại uh, màng nhiệt uh, nó có nhiều ưu điểm hơn so với cái loại dây nhiệt cho nên là chúng ta thấy là hiện nay là cái loại màng nhiệt cũng đang được sử dụng rất là phổ biến ha. Thì uh, trong cái uh, nội dung hôm nay thì tôi sẽ trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cái con cảm biến đổi gió kiểu dây nhiệt ha còn cái kiểu đo gió kiểu màn nhiệt thì tôi sẽ nói trong một cái video khác. thì đây là cái cấu tạo của một cái con cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt ha. đây là của hãng Denso nè. thì đây là cái cái mũi tên màu xanh tức là cái đường di chuyển của không khí ha. Ở phía trước này là cái lọc gió không khí sẽ chuyển động đến cái hướng của cái bùng đốt ha. thì trên đường di chuyển của không khí người ta sẽ đặt hai cái sợi dây sấy ha làm bằng Platin Đó, thì cái dây màu hồng này nè, nó gọi là cái dây sấy. Còn cái dây ở phía trên này là cái nhiệt điện trở. Thì đây thật ra là cái điện trở bù nhiệt ha, để làm cho cái kết quả đo của con cảm biến này nó không có phụ thuộc vào cái nhiệt độ khi nạp. Thì cái con nhiệt điện trở này á là nó là loại nhiệt điện trở dương ha thì do hai cái phần tử này là nó được chế tạo cùng một cái loại vật liệu ha, cho nên là khi mà nhiệt độ của dòng khí nạp thay đổi thì cái giá trị điện trở của hai cái phần tử này nó cũng thay đổi tỷ lệ với nhau. Còn cái phần màu xanh lá đây là cái con nhiệt điện trở ha, à, đây là nhiệt điện trở âm dùng để đo cái nhiệt độ khí nạp. Và đây là cái dắt đấu dây nha, nó có năm cái điện cực ở trong này, trong đó thì có à hai điện cực là của cái cảm biến nhiệt độ khí nạp và ba cái điện cực là của bộ đo gió dây nhiệt. Vậy thì à, bằng cách nào mà cái bộ đo gió này nó có thể phát hiện được cái khối lượng khí nạp thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu cái nguyên lý đo của nó ha. Đây chúng ta quan sát cái hình ở đây. Thì à, thật ra là cái nguyên lý đo khối lượng của cái bộ đo gió này nó rất là đơn giản ha. Chúng ta quan sát cái mô hình thí nghiệm ở đây ở đây người ta sử dụng một cái bộ sấy nè, tức là cái dây platin hồi nãy ha. Rồi người ta sẽ nối tiếp với một cái biến trở và đấu nó vô một cái nguồn điện. Thì khi mà cắt điện vào thì cái dây sấy này nó sẽ nóng lên à, Nó sẽ nóng lên. Thì chúng ta biết là khi mà cái dòng khí mà nó thổi qua cái dây sấy này nó sẽ làm cho cái dây sấy này nó sẽ nguội đi ha thì bằng cách là người ta giữ cho cái nhiệt độ của dây sấy này không đổi bất kể cái tốc độ của dòng khí ha bằng cách là người ta điều chỉnh biến trở này nè khi mà cái dòng không khí này nó thổi qua càng mạnh thì cái dây sấy này nó sẽ càng nguội đi và để giữ cho cái nhiệt độ của bộ sấy này không đổi thì người ta phải giảm cái giá trị điện trở này để tăng cái dòng điện lên và cứ như thế gió vào càng mạnh thì người ta càng giảm điện trở này để dòng điện nó càng tăng lên thì rõ ràng là khi mà cái dòng điện nó tăng lên thì cái điện áp rơi trên hai đầu của cái dây sấy này nó sẽ tăng lên thì cái điện áp giữa hai đầu của dây sấy này nó sẽ tỷ lệ với cái à, lượng khí nạp ha thì người ta có thể đo điện áp giữa hai đầu của dây sấy để mà tính toán ra cái lượng khí nạp tức là cái điện áp càng lớn thì có nghĩa là cái dòng khí nó càng lớn còn cái điện áp càng nhỏ có nghĩa là cái khối lượng của dòng khí nó càng nhỏ nha. Yeah. Ở đây chúng ta có thể quan sát thấy nè. Đây là cái đặc tuyến của cái cái mạch ở trên ha. Khi mà khối lượng của dòng khí càng tăng lên thì cái điện áp rơi ở trên hai đầu của cái bộ sấy nó càng tăng lên yeah. Vậy thì thật ra bản chất của cái việc đo khối lượng dòng khí là người ta đo cái điện áp rơi ở trên hai đầu của cái dây tóc ở trong cái hình này. Tuy nhiên thì đây chỉ là cái mô hình thí nghiệm thôi. Chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ điều chỉnh cái điện trở này để mà giữ cho cái nhiệt độ của cái dây sấy này nó không đổi mà trong cái con cảm biến đo gió thì người ta phải làm cách nào đó để khi mà cái lượng dòng khí nó đi qua cái dây sấy này thay đổi thì nó phải tự động thay đổi cái giá trị dòng điện chạy qua cái dây sấy này ha thì tiếp theo thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái mạch thực tế của cái con cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quan sát cái hình này. Đây là cái sơ đồ nguyên lý của cái bộ đo gió kiểu dây nhiệt. Ha. Thì ở trong này nó gồm có là đây là cái phần tử đo của nó nè. Cái nhiệt điện trở màu hồng RH tức là cái dây sấy ha, làm bằng Platin và ở đây là cái RA nhiệt điện trở cũng là bằng Platin luôn. Thì hai cái dây tóc này nó sẽ được gắn vào hai cái nhánh của cái mạch cầu Weston ha. Và ở đây là hai cái dây tóc này nó được đặt ở trên cái đường di chuyển của cái dòng khí nạp ha. Cái mũi tên này tức là cái cái dòng khí nạp thì khi mà dòng khí nạp đi qua nó sẽ rút nhiệt của phần tử này. Còn các cái con điện trở R1, R2 eg nó sẽ được mắc tạo thành cái mạch cầu Weston như thế này thì cái mạch cầu Weston á là nó thực ra là hai cái mạch cầu phân áp ghép song song với nhau ha thì khi mà cái tỷ lệ điện trở giữa nhánh bên trái và cái nhánh bên phải này nó bằng nhau thì điện áp tại hai cái điểm AB này nó sẽ bằng nhau và điện áp tại hai cái điểm AB này nó sẽ được đưa vào hai cái ngõ vào của một cái con ốp em ha và cái con ốp em này nó sẽ so sánh cái điện áp giữa hai điểm AB này để nó điều khiển cái con transistor hoạt động thì ở trong cái mạch này thì con transistor này nó sẽ hoạt động ở chế độ khuếch đại ha để nó thay đổi cái dòng điện gót qua cái dây sấy này thì khi mà con transistor này nó hoạt động ở chế độ khuếch đại á, thì chúng ta có thể xem nó như là một cái biến trở ha thì cái giá trị của cái biến trở này sẽ phụ thuộc vào cái điện áp giữa hai điểm AB do cái con ốc em này nó khuếch đại lên ha. Thì khi mà cái con to này nó hoạt động ở chế độ khuếch đại á, thì nó sẽ làm cho cái giá trị của cái dòng điện chạy qua hai nhánh của mạch cầu này nó thay đổi. Khi mà cái lượng khí nạp này càng lớn thì cái dòng điện chạy qua cái dây sấy này nó càng lớn. Điều đó cũng có nghĩa là cái điện áp tại điểm B này nó sẽ càng tăng lên khi cái lượng khí nạp tăng lên và nó sẽ giảm xuống khi cái lượng khí nạp nó giảm xuống ha. Thì bằng cách là đo cái điện áp tại cái điểm B này mà ECM nó có thể là tính toán ra được cái khối lượng của dòng khí nạp ha. À, tuy nhiên thì để phân tích cái nguyên lý hoạt động cụ thể thì chúng ta sẽ xem cái hình tiếp theo ha để cho nó dễ hiểu hơn. Rồi chúng ta sẽ quan sát cái hình ở đây để tìm hiểu về cái nguyên lý đo của cái con cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt ha. Cái hình bên trái này đây chính là cái cầu phân áp này ha. Thì à, giữa hai cái đường nét đứt này chính là cái vị trí đặt à, hai cái dây tóc ha. Để nó trao đổi nhiệt với cái dòng khí. Nó cũng chính là hai cái à, điện trở phía trên của cái cầu Weston ha. Còn hai cái điện trở bên dưới là cái hai cái điện trở cố định nằm ở trên cái mạch điều khiển nha. Giá trị điện trở này nó không đổi, còn giá trị điện trở của À, cái dây sấy ở trên và cái điện trở bù nhiệt ở đây nó sẽ thay đổi nha. Thì trong thiết kế của cái mạch này á người ta sẽ chế tạo là cái con điện trở RK này nè. Nó sẽ à, lớn hơn rất là nhiều lần so với à, cái con điện trở RH này ha. À, thông thường là tỷ lệ này là khoảng 1 10. Tức là cái RK này nè nó sẽ lớn hơn khoảng 10 lần so với cái RH thì cái mặt cầu piston này á người ta sẽ gáp vào cái cái hình thứ bên phải này à, đây là hai điểm a và b nè điểm a là điểm b là hai điểm này người ta sẽ đưa vào hai uh, cái ngõ vào của cái uh, bộ fm à, điểm a thì người ta đưa vào cái ngõ vào trừ còn cái điểm b thì người ta đưa vào cái ngõ vào cộng của fm à, ngõ ra của em này người ta sẽ điều khiển cái con chai to ở đây còn chai to này nó sẽ điều khiển cái con chai to phía trên con chai to phía trên này nó sẽ hoạt động ở chế độ khuếch đại ha để gót cái dòng qua cái mạch cầu Weston này thì sau đây là nguyên lý hoạt động cụ thể của nó ha thì khi mà cái không khí mà nó thổi qua cái dây tóc này á thì do đây là cái nhiệt điện trái dương ha cho nên là khi mà cái dây tóc này nó nguội đi thì điện trở của nó sẽ giảm xuống thì khi mà điện trở của nó giảm xuống á thì nó sẽ làm cho cái điện áp tại hai điểm a và b này nó mất cân bằng ha do cái điện trở rk này nó lớn hơn rất là nhiều so với rh cho nên là à, cái dòng điện qua cái nhánh bên phải này nè nó lớn hơn rất nhiều so với cái dòng điện đổ qua cái nhánh bên trái ha cho nên là khi mà cái mạch này nó hoạt động á, thì cái dây cái dây tóc rk này á, hầu như nó không nóng còn cái rh này á, thì nó sẽ được duy trì ở nhiệt độ khoảng là trên dưới 150 độ C không đổi tùy theo cái hãng uh, sản xuất ha cho nên là khi mà cái dòng khí nạp mà nó chuyển động qua thì hầu như là chỉ có RH này nó bị giải nhiệt thôi. Thì khi mà cái RH này nó bị nguội đi á thì cái điện trở của nó sẽ giảm xuống ha và nó làm cho cái điện áp giữa hai điểm A và B này nó bị mất cân bằng do cái RK này thì nó nó ít nóng ha thành ra là cái 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 điện áp ở đây thì nó hầu như là nó không đổi còn cái điện áp tại cái điểm A này nó sẽ là thay đổi khi mà cái dòng khí nạp qua đây nó lấy nhiệt đi. Thì lúc này là cái con áp em này nó sẽ khuếch đại cái độ sai lệch điện áp giữa hai điểm AB điều khiển cho con chai to này nó dẫn ha. Và khi mà con chai to phía dưới này nó dẫn thì cái con chai to phía trên này nó cũng à, nó sẽ dẫn ha. Nó sẽ hoạt động ở một cái độ khuếch đại nào đó để gót cái dòng điện qua cái mặt cầu này tăng lên để tăng cái nhiệt độ của dây sấy lên để làm sao mà cho cái mạch cầu nó nó trở lại cái vị trí cân bằng của nó ha thì khi mà cái mạch cầu này nó đạt trạng thái cân bằng thì cái dòng điện này nó sẽ tiếp tục được duy trì ở giá trị đó ha tiếp theo là nếu mà cái lượng khí nạp mà tiếp tục tăng lên nữa thì con rh này nó sẽ nguội đi nữa ha và nó lại làm cho cái mạch cầu này bị mất cân bằng thì lúc đó thì cái con ốp em này nó sẽ điều khiển cho cái con chai tô này nó dẫn mạnh thêm nữa à, và lúc đó là cái dòng điện đổ qua cái mạch cầu này à, tăng lên khi mà cái dòng điện mà qua cái nhánh bên phải này nó tăng lên đó, thì cái điện áp tại cái điểm A này nó cũng sẽ tăng lên và cái điện áp tại, tại điểm B nó cũng tăng theo ha, tăng lên đến một cái giá trị mới. Thì bằng cách là đo điện áp tại cái điểm B này, chỗ cái điểm B này nè, người ta sẽ chích một cái đường ra để đưa về cái ECM, thì quy xử lý nó sẽ đo cái điện áp tại cái điểm này, tức là đo điện áp tại điểm A này để mà tính toán ra cái lượng khí nạp thì với cái mạch điện này thì rõ ràng là khi mà cái lượng khí nạp càng tăng lên thì cái điện áp tại điểm A này nó càng tăng và ngược lại ha khi mà cái lượng khí nạp càng giảm xuống thì cái điện áp tại điểm A này nó sẽ giảm xuống theo đó thì ACM nó sẽ đo điện áp tại điểm này để tính toán ra cái lượng khí nạp thì chúng ta lưu ý là ở trong cái trường hợp của cái mạch này thì cái tín hiệu đầu ra của cái con ốc em này là nó ra cái điện áp thay đổi nha tức là nó sẽ khuếch đại cái độ chênh lệch điện áp giữa hai cái điểm A và B này để nó điều khiển cái độ khuếch đại của con transistor này ha, chứ không phải là nó hoạt động ở chế độ so sánh ha. Do đó mà nó có thể là điều khiển được cái độ khuếch đại của cái con transistor phía trên này. Thì chúng ta có thể xem như là cái con transistor này là một cái biến trở ha. Và cái biến trở này nó sẽ tự động điều chỉnh nhờ vào cái đặc tính của cái mạch cầu Weston này ha. Thì tới đây thì có một cái câu hỏi đặt ra là tại sao mà cái điện trở RK này người ta không làm một cái con điện trở cố định như là RA hay là RB này mà phải dùng một cái dây Latin có tính chất giống như là cái dây nhiệt này. Tuy nhiên thì cái dây này có cái giá trị nó lớn hơn hàng chục lần so với cái dây nhiệt này ha. Thì như trong cái hình đầu tiên nãy chúng ta quan sát á, thì cái con RH này người ta gọi tên nó là cái dây sấy ha tức là cái dòng điện qua nó để sấy nóng nó lên còn cái con rk này á, người ta gọi nó là cái nhiệt điện trở hay là cái điện trở bù nhiệt ha thì cái mục đích của nó trong cái mạch điện này á, là để làm cho cái giá trị của cái lượng khí nạp đo được nó không phụ thuộc vào cái nhiệt độ của khí nạp nha tức là chúng ta cứ giả sử rằng là chúng ta thay cái con rk này bằng một cái con điện trở cố định. Thì khi mà cái dòng khí nạp mà có cái nhiệt độ khác nhau đi qua cái dây sấy RH này thì nó cũng làm ảnh hưởng tới khả năng mà giải nhiệt của cái dòng khí này. Giả sử như là với một cái lưu lượng dòng khí như nhau nhưng mà cái nhiệt độ của dòng khí nó cao hơn thì nó sẽ lấy đi ít nhiệt của cái dây sấy này. Còn khi mà nhiệt độ của dòng khí nó thấp hơn thì nó sẽ lấy đi nhiều nhiệt của cái dây sấy này, thì lúc đó thì cái nhiệt độ của dòng khí nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái kết quả đo ha, do ảnh hưởng tới cái điện áp tại cái điểm A. Còn uh, nếu chúng ta thay nó bằng một cái con Rk có cái đặc tính giống như là Rh này, thì khi mà nhiệt độ của dòng khí thay đổi, thì cái điện trở của hai cái nhánh này nó sẽ cùng thay đổi, uh, tức là uh, với bất kỳ cái nhiệt độ nào của cái dòng khí thì à, điện áp của hai điểm ab này nó cũng không bị ảnh hưởng ha à, tức là khi mà nhiệt độ của dòng khí tăng lên thì rh nó tăng lên rk nó cũng tăng lên và khi mà nhiệt độ của dòng khí giảm xuống thì rk này nó cũng giảm xuống rh này nó cũng giảm xuống tương ứng và nó giữ cho cái à, mạch cầu này nó luôn cân bằng bất kể cái nhiệt độ nào của dòng khí ha và nó chỉ phụ thuộc vào cái tốc độ dòng khí thôi hay là cái lưu lượng của dòng khí ha đó là cái mục đích của cái việc là người ta sử dụng cái RK cũng bằng cái uh, sợi dây platin ha. rồi một cái đặc tính tiếp theo của cái con cảm biến này á, là khi mà cái áp suất của dòng khí nó thay đổi thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả đo của cái con cảm biến này. À, tức là khi mà cái uh, áp suất của không khí mà nó giảm xuống á thì cái mật độ của không khí nó sẽ giảm theo và cái khả năng làm mát của không khí nó cũng sẽ giảm xuống ha cho nên là với cùng một cái thể thích không khí đi qua thì nếu mà cái mật độ không khí nó giảm xuống thì cái khả năng mà hấp thụ nhiệt của nó cũng giảm xuống cho nên là cái khối lượng dòng khí đo được cũng giảm một cách tương ứng ha cho nên là đối với cái con cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt này nó không cần thiết phải sử dụng cái con cảm biến bù độ cao cũng không cần thiết phải sử dụng cái con cảm biến nhiệt độ khí nạp trong cái phép đo khối lượng không khí này ha đó là các cái ưu điểm của cái con cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt thì trên đây là tôi vừa trình bày xong về cái cấu tạo và hoạt động của cái con cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt hy vọng là đã giúp cho các bạn có thể hiểu rõ về cái hoạt động của nó ha thì video hôm nay đến đây là hết và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau